toàn cảnh dự án CP1A Bến Thành Suối Tiên. Tháp không gió hay gọi tháp làm lạnh. Đây là toàn bộ quang cảnh của nhà ga nhé, 4 tầng hầm trước cổng chợ Bến Thành luôn. Đấy. Trần Hưng Đạo chạy thẳng xuống Lê Lợi, ở bên này là Lê Lai. Đây các bạn nhé, các bạn nhìn đấy, tháp làm lạnh đấy. Đây, chợ Bến Thành đây. Đó, ngay hông chợ Bến Thành là một đường xuống nhá. Đây, khu vực Lê Lợi đây. Đấy, khu vực Lê Lợi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Toàn bộ dự án nhìn từ trên cao xuống. CP1A nhìn từ trên cao. Những công tác ở khu vực S1 cho đến S12 về 4 tầng hầm đã hoàn thiện. Giờ chỉ công tác chống thấm mặt trên cùng. Và cái tháp làm lạnh thôi thì là xong.